Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bến thủy nội địa trước mùa mưa bão, đội thanh tra đường thủy đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phương tiện thủy chở khách ngang sông. Qua đó, đội thanh tra đường thủy đã kiểm tra 17 bến khách ngang sông, nhắc nhở chủ phương tiện phải tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm số lượng, chất lượng dụng cụ nổi cứu sinh, đồng thời tổ chức ký cam kết với chủ bến, chủ phương tiện về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, không chở quá số người quy định. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp, đồng thời yêu cầu các chủ bến đò đôn đốc nhắc nhở hành khách đi trên đò mặc áo phao khi đi trên đò. Hiện lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, trang bị đầy đủ dụng cụ nổi, phao cứu sinh, người điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm 2020.